căn hộ Quy Nhơn 0902088277. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, share và cho kênh một lượt đăng ký để kênh phát triển hơn nhé. 10. Thần chú dứt khoát phải niệm khi mua nhà bất động sản. 1. Nhà mặt tiền thì hơn nhau vị trí, nhà trong hẻm thì hơn nhau chỗ an ninh. Khi mua nhà mặt tiền thì tất cả các bất động sản chúng ta tìm đều là nhà mặt tiền. Vậy lúc đó chúng ta liền so sánh đến vị trí của căn bất động sản cần mua. Ví dụ như vị trí căn bất động sản có gần trường học hay không, gần bệnh viện hay không, siêu thị, trung tâm, nếu không gần thì so sánh các bất động sản đó cách những tiện ích nêu trên bao xa. Để mà đưa ra quyết định cho chính ích ác và tốt nhất cho nhà đầu tư, khi mua nhà trong hẻm tại sao lại hơn nhau chỗ an ninh? Như quý nhà đầu tư cũng biết nhà trong hẻm thì đa số phức tạp, nên vấn đề an ninh phải được liệt kê hàng đê cầu. Tốt nhất nên thăm hỏi các nhà lân cận, hỏi thăm về tình hình khu nhà mình định mua trong hẻm. 2. Đường 2 chiều thì hơn nhau ở căn bìa, đường 1 chiều thì mua căn cuối, đường 2 chiều thì ưu tiên mua căn bìa, căn gốc thì chúng ta sẽ được hai mặt tiền và nhiều lợi ích hơn. Còn đường 1 chiều thì mua căn cuối thì bất động sản của chúng ta trở thành đường 2 chiều và thuận lợi hơn khi di chuyển. 3. Đường 1 chiều thì mua căn bên phải, căn bên trái giá sẽ rẻ hơn. Đa phần chúng ta thường thuận tay phải, đi bên phải và hay có xu hướng mắt nhìn bên phải nên giá bất động sản bên tay phải trong đường 1 chiều sẽ tốt hơn bên trái của đường 1 chiều, bởi sẽ thuận tiện hơn so với bên trái. Còn đường 1 chiều mà mua bất động sản bên tay trái thì không thuận mắt, khó quan sát hơn và khi muốn qua đường thì sẽ nguy hiểm hơn với căn bất động sản bên tay phải. 4. Nhà hẻm thông sẽ hơn nhà hẻm cục. Còn mua nhà hẻm cục thì coi trong đó ít nhất dưới 10 căn, nhà hẻm thông sẽ hơn nhà hẻm cục. Đó là điều hiển nhiên khi nhà hẻm thông rất thuận tiện cho giao thông, còn nhà hẻm cục thì lựa những hẻm mà dưới 10 căn hộ đang sinh sống. Để dễ kiểm soát được tình hình an ninh trong hẻm, ít người thì bà con hàng xóm quen biết dễ dàng giúp đỡ hơn. Căn hộ Quy Nhơn 0902088277. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, share và cho kênh một lượt đăng ký để kênh phát triển hơn nhé. 5. Nhà gần chung cư 3 năm khó bán. Nhà gần siêu thị 3 tháng bán xong, nhà gần chung cư thì hay bị cạnh tranh về giá chung cư và đất. Rồi các vấn đề như chung cư xuống cấp, các vấn đề sụp lún, an ninh, kết cấu xây dựng, nhà gần siêu thị thì thuận lợi về giao thương hàng hóa. 6. Công thức mua nhà 2, 3, 4, 5. Công thức 2, 3, 4, 5 là hai mặt tiền, nhà xây 3 tấm, mặt tiền chính thì hơn 4m, mặt tiền đường thì hơn 5m. 7. Công thức 111. Khi mua nhà thì chúng ta xem 100 căn nhà, chọn 10 căn và mua 1 căn. Đây chỉ là công thức và con số cho đẹp. Còn khi chúng ta xem nhà thực tế thì tất nhiên là không tới con số 100. Ở đây ý nói chúng ta nên đi tham khảo vài căn nhà để nắm đại khái giá chung của thị trường và có nhiều sự lựa chọn, so sánh trước khi xuống tiền mua bất kỳ bất động sản nào. Còn đã có kinh nghiệm và nắm bắt được giá thì đi xem một căn mà thấy ưng ý và hợp lý thì chốt ngay và luôn, không làm mất nha quý khách hàng và nhà đầu tư. 8. Mua nhà nhớ xem pháp lý, sổ hồng. Mua chung cư xem lai lịch chủ đầu trung ương, điều tối quan trọng trong bất kỳ bất động sản nào cũng phải kiểm tra thật kỹ tính pháp lý của bất động sản đó. Diện tích trên sổ có ít hoặc nhiều hơn diện tích thực tế không? Diện tích trong sổ ít hơn diện tích thực tế thì tìm hiểu xung quanh tại sao thực tế lại nhiều hơn. Còn trong sổ mà nhiều hơn thực tế thì coi lại vấn đề chồng, lấn tranh, giáp tranh. Còn khi mua chung cư chúng ta phải tìm hiểu và xem lai lịch của nhà đầu tư. Có LGD ảo hay không, có uy tín hay không, có năng lực tài chính hay không, đã từng làm dự án nào chưa, để mà đưa ra quyết định sáng suốt nhất. 9. Tránh mua nhà ngã ba đường đâm, mua nhà ngã 4 thì ngon. Ngã 5, ngã 6 mua xa xa ra một xíu, nhà ngã 3 đa số là đường đâm, còn nhà ngã 4 đa số là nhà hai mặt tiền. Còn nhà ngã 5, ngã 6 thì mua xa ra một chút vì nhà ngã 5, ngã 6 thường là vùng binh dễ gây tai nạn. Theo thang, căn hộ Quy Nhơn 0902088277 nhận thấy những nhận định này khá hữu ích cho các nhà đầu tư mới làm quen với hình thức đầu tư đất nền nhà phố hoặc mua để ở. Tùy vào điều kiện tài chính và tình hình bất động sản hiện tại mà chúng ta có thể cân đối lựa chọn cho mình các bất động sản thích hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, share và cho kênh một lượt đăng ký để kênh phát triển hơn nhé.